Bị Thảo phải sinh mổ nữa, vẫn đang lo về cái sức khỏe Thảo là nhiều nhất. Mới có con đứa mà nhát rồi gì một hồi đậu banh. Bởi vậy ông bà ta nói không bao giờ sai, nói trước bước không bao giờ qua. Và tới cái phần là vợ tôi vô số tội. Thảo là người nhạy cảm, thành ra là bị suy nghĩ nhiều. Thì suy nghĩ nhiều mình cũng bị mệt theo. Nhiều cái chuyện mà nó giống như tự nhỏ xé ra to vậy đó, tự làm cho nó bị nghiêm trọng hóa vấn đề. Đúng rồi, rồi bắt đầu bị ảnh hưởng, thành ra làm cho cái chuyện nó không có gì thành có gì luôn. Và sau này khi mà sinh, không biết có phải do chắc là thuốc mê nhiều quá mà bị giống như não cá vàng vậy đó, thì hay quên. Mà hay quên đó thì cũng lại la mình. Em đỡ mật khẩu là vậy nha, xong rồi đọc qua cho anh nghe nghe nghe, xong rồi ủa hồi nãy mật khẩu của em là gì? Nó ủa anh chỉ nghe thôi, anh đâu biết đâu. Anh chỉ kịp nghe đó chứ em, chứ anh chưa kịp nhớ. Thì la là ủa tại sao anh không ghi vô liền? Anh không nhớ giùm em hả? Anh sẽ lấy điện thoại anh ghi vô liền chứ. Giờ điện thoại em vô cách nào đây? Bây giờ hư. Khổ ghê thiệt cái trời. Ý là cũng không trách được, tại vì giờ sinh sinh xong thì cũng đã cho mình một em bé rồi, giờ vậy mình cũng chịu thôi. Còn làm mẹ còn kiếp làm chồng có vẻ thì đó bị nặng thì nè. Lúc mà nãy nói tại sao anh không lưu giùm em thì chú không biết cười thôi, chứ biết nói sao giờ nó không biết chạy. Thôi bây giờ tới cái phần tôi vô số tội. Bản thân mình thì chậm chạp, lọc nhân rùi hết. Lúc nào Thảo cũng muốn lọc là con thỏ hết. Nhưng mà vẫn chưa thay đổi được. Như con rùa vậy sao bắt nhịp được cha? Hả? Không nha. Rùa là rùa trong đời sống hàng ngày thôi nha. Lên sân khấu là nhịp nào ra nhịp đó nha. Chứ nhảy chậm cái là cũng bớt liền. Nhà có hay bị gì vợ rầy không? Thảo thì hay rầy vấn đề là... ở dơ. Không, ăn uống. Chăm con ăn uống. Mình không có ép nó được. Nó giống như múc một chén cơm thì thảy ra luôn mấy muỗng, xong cái thôi con không ăn nữa đâu. Cái là rồi, cũng đoan luôn. Cái mình cũng như mình đút vậy nè. Cái khăn cơm mình cũng thôi luôn. Xong cái vợ hỏi hết chưa, nó mới được 3 muỗng à. Nó trời sao em đút được mà sao anh không đút được. Thì tại em là mẹ. Nó không, anh đâu nói vậy được. Ba mẹ không phải đều phải chăm con, anh phải tập đi, anh phải học đi. Nhiều khi giống như cứ mỗi tháng, mỗi năm mà nó không lên ký, nó cứ lo số đó nó chận hoài. Đó mình cứ lo, mình cứ tự là tự. Tại sao mà mình không có chăm con mình như người ta là nhìn nó bụ bẩm, nhưng mà mình lại không biết làm sao để cho nó ăn, để cho nó uống. Biết tại sao không? Không biết luôn. Đơn giản thôi là đừng bao giờ nhìn con người ta nữa. Mình bị an toàn quá. Thảo thì giống như Lộc có được công việc và sự nghiệp như bây giờ cũng nhờ Thảo 7 phần. Bây giờ xin mời Lộc hãy hứa mắt lên màn hình sẽ có... Xin chào khán giả của chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Mình là Đình Lộc, mình là vũ công và biên đạo. Giờ là mình vô thẳng vấn đề luôn. Tình yêu rồi tình báo rồi vợ con rồi sao nè. Vợ Lộc cũng là vũ công luôn. Thì là Xuân Thảo học từ nhỏ với nhau. Tới 18 tuổi là bắt đầu quen nhau. Tới 20 mấy kết hôn quên ta. Chết rồi, đó, ê, chết rồi, rồi, nha, rồi, nha, xong, nha, rồi, xong, nha, rồi. Nha. Xong rồi. Ráng nhớ nha, ráng nhớ nha, đi không chết là bậy lắm nha. Ê, cái này là vừa mới nói xong cái là hai tôi tim đập luôn á nha. Ê, quên thiệt nha. Chết rồi. 2017, 2018, 2019, 2016, 2015. 13 là thi nè, 14 vợ thi nè, 15, 16, 17. À 17. Chắc không? Chắc kèo không? Con năm nay nhiêu tuổi nè, tính giùm cho. Đúng rồi, 17 là kết hôn. 2017 chắc chưa? Chốt chưa? Chốt nha. Rồi chốt. Chốt được. Ok, 2017 kết hôn, đúng không? Thì khi biết tin là vợ mình mang thai, cảm xúc lọc đó như sao? Ngày lúc mà Thảo còn kiểu 18 đôi mươi á thì có một cái bệnh là hay vỡ nang buồng trứng. Đi khám á, bác sĩ người ta có nói là khó có thể có con. Lúc đó là Thảo bị tự nhiên bị tâm lý á, kiểu tự nhiên lần đầu tiên mình nghe vậy. Thành ra là có thể là cái cảm xúc và cái mình bị suy nghĩ về nó quá nhiều nên làm ra là bị lo lắng. Nhưng mà cũng may mắn là tự nhiên hai đứa cũng có, cũng trời thương cho một bé trai.
Thì khi mà nghe tin vợ, cả hai đứa đều biết là Thảo như vậy, nên lúc mà biết được hai vạch, hai đứa vỡ òa. Tại vì không còn gì vui bằng hết. Tại vì cứ nghĩ là mình khó có con. Cái việc mà là chăm sóc vợ của mình á, khi mà vợ của mình mang thai, trước đó là vợ mình lại nghe bác sĩ thông báo như vậy nữa, thì là chắc chắn là cái quá trình mà chăm sóc vợ mình là lọc phải rất kỹ đúng không? Cái khoảng thời gian mà Thảo mang thai á, lại may mắn nữa là không có bị ngén, theo Lộc đi làm chung luôn, cũng đi dựng bài. Có do hai đứa đã có cái hợp đồng biểu diễn rồi, còn mấy ngày là diễn thôi, mà lại biết được cái tin là có em bé đó, mà lúc đó diễn là Dubai siết nữa. Trời ơi, đó đúng rồi, phải bỏ chứ đúng không? Dạ không, vẫn phải diễn. Thảo diễn luôn hả? Dạ đúng rồi, chứ đâu bỏ được. Cái này là ta cũng có thể hiểu, tại vì là cái đó là cái trách nhiệm của mình. Đúng rồi, mình tại vì là mình đã ký rồi. Đúng rồi, hiểu rồi, nhưng mà trách nhiệm mình, nhưng mà đứa con cũng quan trọng lắm chứ. Đúng rồi, nó bị cả hai luôn. Đúng rồi, mà lại cái mà quan trọng hết trơn á. À, hai đứa diễn hai bên, đu hai bên, mà em bên này mà em lo bên đây. Sợ, Thảo cũng sợ nữa. Không, cái đó là một cái gọi là mình giống mạo hiểm á, mình rất mạo hiểm luôn á. Dạ chứ tại giờ không còn được nữa. Hiểu rồi, hiểu vấn đề đó rồi. Cũng may là nói chung thì tổ thương trẻ thương cũng qua được cái đó thì dạ. Còn cái việc chăm sóc ăn uống thì Thảo cũng may mắn không bị ngén, mà chỉ có cái vị ăn thì nó nhạt lại, giống như ngày xưa thì 70% có thể là trà sữa. Có thể là trà sữa. Thì bây giờ không nữa, giảm lại hết. Cái lúc á vừa cạn á có thuận lợi không, hay là nó có cái gì xảy ra mà mình phải nhớ không? Cái ngày đó là ngày 20 tháng 11, là vừa mới đi ăn thì thầy cô xong. Khi dự sinh là trễ hơn, tầm 25-27, thì hai đứa chưa chuẩn bị gì hết. Thì tối đó thì vợ ói, bắt taxi đi vô bệnh viện Từ Dũ luôn. Thì khi vô á thì mất một khoảng thời gian luôn, làm giấy tờ thủ tục các kiểu. Vợ ói nhưng mà cái gì ta, cái đường nở hả? Nở nó không có chưa nở đúng rồi, chưa chịu nở luôn. Đúng rồi, xong rồi mà Thảo lại muốn sinh thường. Thành ra phải sinh cái mà kích cho nó nở cái để sinh cổ tử cung. Cái khoảng đó thì mình phải ngồi mình chờ đợi, bắt đầu là mình hồi hộp với mình lo, tại vì không nghe thông tin gì hết, chỉ ngồi đợi thôi. Đem đồ ăn lên, người ta cũng cho đem vô, kêu tên lên thì đi lên đó, người ta dặn là bỏ dép ra rồi đi im lặng nha, rồi đi vô phòng là thấy các bà nằm sắp lớp giờ xanh đó. Kích cái đó để cho nở đó, mà la rồi khóc quá trời luôn, mà mình không biết sợ luôn. Đi vô mà vừa nghe tiếng la tiếng khóc mà không biết là đang nằm ở chỗ nào nữa, xong người ta mới chỉ giường. Lợi thì lại không thấy Thảo khóc, không thấy Thảo la. Mình tự nhiên mình bị hơi kiểu rưng, tại vì ai cũng khóc ai cũng la hết, mà trong khi vợ mình lại im ráng chịu được. Can đảm quá. Đúng rồi, ráng gồng. Xong rồi cái có hỏi là ý là em có đau không, em có sao không, chỉ lắc thôi. Xong rồi nói là giống như là ý là anh đừng có hỏi nữa, anh mà hỏi nữa là em khóc. Đó, xong rồi nhìn vuốt xong rồi đi ra, tại người ta cho cũng có 5 phút thôi. Cái cảm giác lúc đó là mình không biết nói sao nữa, nó ai cũng la ai cũng khóc mà vợ mình lại chịu đựng vậy đó, mình thấy thương. Tới lúc mà không chịu nổi nữa, nghĩ là kích nhưng mà cái cổ tử cung nó không nở, coi như đi mổ thì cũng có cái bản hiện lên là tên này đó, đã sinh rồi thì mừng. Cái lúc mà là lần đầu tiên thấy thiên thần của mình ra đời, cảm xúc làm sao? Cái lúc đó lo cho Thảo nhiều hơn, tại vì lên kêu bố lên coi con, nhìn con nhưng mà đi kiếm mẹ, kiếm coi Thảo ở đâu rồi thì không có, thì người ta nói là đang hồi sức lại. Con thì cũng đếm tay chân rồi đó, coi nhìn mà lúc đó mình tâm trí mình vẫn đang lo cho vợ mình. Đúng rồi, rồi nhìn xong rồi cũng nói chung là vẫn đang hướng về Thảo nhiều hơn. Đó, rồi coi nhớ cái chi tiết để lại tên này bé này nọ thôi. Cái đường hành lang không có một bóng người, chỉ có mình im lặng, nó rất là xong mà đi thăm kiếm con thì mà thấy đáng sợ quá trời luôn. Sáng là mẹ với con được đẩy về đầy đủ hết thì phải yên tâm. Thảo là một người phụ nữ phải gọi là can trường lắm luôn đó. Thật sự là bản thân mình cũng đã trải qua cảm giác đó rồi, là lúc mà con mình vừa mới ra đời, phía đàn ông về phía người chồng ấy là chưa có thương con mình lúc đó. Đúng rồi, tại vì nghĩ là nhìn mà còn chưa hiểu vấn đề đó. Biểu số ra đi nào ta, lao đi kiếm người mẹ. Mắc cười lắm kìa, mắc cười lắm. Thiệt có chứ, tại vì là bản thân trai khi mà là con của trai vừa mới ra đời á thì nhìn thì mừng thiệt đó, nhưng mà ủa thương sao ta, là mình đặt dấu hỏi luôn á. Thì qua thời gian là mình mới từ từ hiểu là
Tại vì là lúc mà mình chăm sóc đó, là mình bồng bế rồi mình chăm sóc bé rồi đó, từ từ mến tay mến chân. Lúc đó tình thương nó mới bắt đầu mới lớn. Tại lúc đầu mà mình vừa nhìn đó là mình đâu có không biết là bắt đầu từ khi nào. Bắt đầu từ sao. Thành ra hỏi tâm lý mà cảm thấy thiên thần ra đời đó, mình cũng chưa hiểu được cái tâm lý đó lắm luôn. Mình chỉ biết là mình lên nhận con thì đi lên là nhìn con là đếm ngón tay ngón chân, rồi nhìn những cái nét gì giống mình gì đó để mình lát mình nhận dạng lúc mà đẩy về cho đúng thôi. Tại lúc đó là mình là người xác định chứ không có mẹ nữa. Vậy có nhớ cái câu đầu tiên mà nói gì không? Nghe mình đẩy về luôn á. Lúc đó không có nói gì trơn, lơ nữa, nhìn con rồi coi phải thằng nhóc hồi nãy không. Rồi nhìn vợ rồi coi có sao không, ấy là em khỏe không, ổn không. Bắt đầu ẩm lên giường rồi cho hai mẹ con nằm với nhau. Dám ẩm luôn hả? Khinh qua cái băng ca đó anh. Lúc đó không, vẫn chưa dám luôn á. Tại vì nó quá nhỏ. Tôi dám nha. Ngày... Thì đúng rồi, lúc nào mà là bạn không có cái điệu trước người. Cái gì? Cái điệu trước người. Sợ ẩm như nó vỡ vậy, không dám đụng. Mình thì ngày thứ hai mới dám. Thứ hai mới dám bởi. Vậy thì là sức khỏe của vợ sau sinh là hoàn toàn bình thường? Có bị một cái vấn đề là thảo sinh mổ mà lại dùng chỉ tự tiêu, thành ra nó bị dị ứng vết mổ, bắt đầu nó sưng lên, nó làm mủ, sưng bự lên. Thảo phải ăn nhiều đạm để cho cái thịt nó bắt đầu nó đầy lên. Bé thì bú mẹ thì lại bị tiếp đạm nhiều quá thì bị dị ứng nhiễm trùng tiêu hóa. Trời ơi. Như được một tháng là bắt đầu nhập viện, nằm cũng 2 tháng. Lúc bé nhập viện thì em bà coi bé thì em chở Thảo vào tự vũ để rạch cái mũ đó ra, bắt đầu vét cái mũ đó ra xong rồi may lại bằng chỉ thường. Thảo có nói là trong cuộc đời em đau nhất là lúc chích thuốc tê vô để bắt đầu người ta mổ lại cái vết này, nó hơi bị giống như mổ sống vậy đó. Ôi, bé phải nằm bệnh viện thêm 2 tháng nữa hả? Dạ, lúc là bé phải nằm bệnh viện thì lúc đó là bị nhiễm trùng tiêu hóa khá nặng. Tại vì do tụi em lần đầu tiên kiểu mà có em bé, mình mới bắt đầu chăm sóc, mình có nhiều cái mà mình không có biết. Khi bé có những cái triệu chứng á, sốt là bắt đầu ói mửa mà 4-5 ngày lần bắt đầu mới nhập viện thì nó rất là nặng rồi. Có những cái khoảnh khắc là bé bị ngừng tim á, bắt đầu người tím hết, bắt đầu bác sĩ người ta bu lại người ta kích lên, lúc đó đứng khóc quá trời luôn. Cả gia đình chưa bao giờ có trường hợp vậy luôn. Ta thực sự là không tưởng tượng được là lúc đó Lộc như thế nào luôn á. Thì đứng khóc, hai đứa vừa đứng nhìn nhau khóc rồi nhìn con. Thấy nó tím, mà nó tím rất lẹ. Tím bắt đầu, nguyên người nó tím ngắt luôn. Người ta kích lên, cho bắt đầu thấy nó hồng lại là mình mới mừng. Lúc đó là vô cấp cứu. Đêm đó là chở bé vô hồi sức cách ly. Hai đứa nằm ngoài hành lang thì khuya 2 giờ bé bị một lần nữa. Cũng nhờ những cảm giác đó mà chúng ta mới thực sự hiểu rằng là để có một đứa con và nuôi nấng lên người là nó khó khăn đến như thế nào. Nhưng mà là trai thực sự là không thể nào mà tưởng tượng được là trong cái khoảng thời gian đó, ngoài là phải chăm sóc Thảo ra, Lộc còn phải cán đáng luôn cả công việc để mà tạo thu nhập cho gia đình. Cũng như là chia sẻ cái vấn đề mà là chăm sóc con với lại Thảo và ông bà nữa. Thì lúc đó Lộc phân chia thời gian như thế nào? Cái lúc mà con bị bắt đầu nhập viện, có những cái show nào mà mình đã ký rồi hoặc là đã lên kế hoạch hết rồi thì mình bắt buộc phải làm. Và sau đó thì mà có những cái show mà người sau đó thì không nhận. Tại không còn người nữa. Tại lúc mà Thảo bầu là Lộc đã làm con mình rồi, là nó đã rất cực. Tại vì thường cái đường đi hai đứa là đi chung đôi với nhau, thì bây giờ con mình à cũng hơi trông trên, thành ra bây giờ những có những cái show gì là xin phép không nhận để lo cho con với vợ. Bé thì cũng may mắn là có nội với ngoại, coi như là Thảo là ở trong bệnh viện với con suốt luôn 2 tháng. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Những cái khó khăn mà là đã từng trải qua, khi mà là nghe câu chuyện của Lộc xong ta thấy ủa có khó khăn của trai sao mà nó nhỏ xíu vậy trời. Vậy mà lúc đó mình lại than. Lúc đó là kiểu mình, nếu là lỡ mà con có chuyện gì chắc kiểu mà mình ân hận. Tại vì hai đứa không có kỹ, là hai đứa không lần đầu á, không có tìm hiểu rồi. Đúng rồi, như chưa biết gì, như tờ giấy trắng luôn á. Bây giờ là cứ thấy nó sốt hay nó bệnh là vô bệnh viện liền. Chắc cú hả? Nếu như mà là con mình mà nó có cái triệu chứng như gì về bệnh á thì mình lo đúng rồi. Nhưng mà là nó cứ có cái triệu chứng gì mà mình cứ ẩm vô bệnh viện liền á thì ta thấy nó cũng không có nên lắm. Sau những cái chuyện đó thì có gì là cứ
hay là mình cho con đi bệnh viện đi, em đi bác sĩ đi. Ừ. Thảo thì không chịu. Không, mấy cái này ví dụ sổ mũi ho thì chăm thì tự nó hết à. Uống xúc sinh lý hay vậy, muốn sinh lý ừ. Chứ còn lọc là sợ quá rồi. Tính ra là đàn ông mình nhát hơn phụ nữ rất nhiều luôn nha. Có những chuyện mà mình nghĩ rằng là mình sẽ giữ bình tĩnh được, nhưng mà không. Tùy những chuyện nhớ, chuyện nào mình rối thì mình rối, chuyện mình không biết mình phải rối rồi. Còn những chuyện khác mình phải trách nhiệm, mình phải tự trách nhiệm. Không, thực ra là người mẹ họ vẫn chiếm 70% về cái sự hiểu biết, tại vì họ tìm hiểu họ con với lại đứt ruột sinh ra, thành ra là họ rành, dù gì họ vẫn rành hơn mình 7 phần, mình đúng chỉ rồi. Có 3 phần thôi. Cái người hiểu con nhiều nhất là người mẹ, đúng, chứ không phải là người cha. Con á thì sau khi trải một cái quá trình vậy đó thì mình giống như mình muốn bù đắp á, mình cưng, mình thương, cái bắt đầu cái là trứng bắt đầu là kiếm chuyện liền, đúng không? Nhưng mà mình thì con nít nó đương nhiên nó không có hiểu, và lúc đó nó hoàn toàn không biết, tới lớn nó cũng không nhớ là nó đã từng bị gì. Nhưng mà mình thấy những cái hình ảnh đó và mình nhớ thì mình cứ cưng, mình cứ chiều nó, bắt đầu nó lại bắt đầu có chuyện rất là gọi là lì, rồi bắt đầu ăn dạ đồ. Mấy tuổi ta, mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi, mấy gần 3 tuổi rồi. Vợ mới đẻ, trời con dễ thương lắm. Nhìn vô là biết tân liền luôn. Thiệt. Vậy yên tâm, vậy yên tâm. Hồi ngày xưa khi chưa có em bé thì mình mơ ước là một đội banh. Ôi ôi, đá cái gì mà đá dữ vậy bạn? Đội sân 4 ông nội ơi, bố trời ơi chụp trời. Cái này là đá trong nhà hay là đá ngoài sân lớn? Không, tôi là đi thi quốc tế nha, đấu quốc tế nha. Đây, đấu quốc tế là phải đá tới 11 bạn lận. 11 chưa tính là dự bị nữa ông nội. Nhưng khi mà có một đứa rồi, bắt đầu tự nhiên suy nghĩ nó khác. Cho nó quýt tình nít đi hả? Tụi là cò lông vậy hả? Nhưng mà là có thực sự nghĩ tới bé thứ hai không? À, hiện giờ thì vẫn chưa. Thảo thì vẫn muốn. Thảo thì cũng muốn có thêm cho có anh em. Nhưng mà mình thì sợ, tại vì sức khỏe của Thảo giống như ngày xưa đã từng có người ta cũng nói cái bệnh đó, bị Thảo phải sinh mổ nữa, vẫn đang lo về cái sức khỏe Thảo là nhiều nhất. Mới có con đứa mà nhát rồi gì một hồi đội banh. Bởi vậy ông bà ta nói không bao giờ sai, nói trước bước không bao giờ qua. Và tới cái phần là vợ tôi vô số tội. Thảo là người nhạy cảm, thành ra là bị suy nghĩ nhiều. Thì suy nghĩ nhiều mình cũng bị mệt theo. Nhiều cái chuyện mà nó giống như tự nhỏ xé nó to vậy đó, tự làm cho nó bị nghiêm trọng hóa vấn đề. Đúng rồi, rồi bắt đầu bị ảnh hưởng, thành ra làm cho cái chuyện nó không có gì thành có gì luôn. Và sau này khi mà sinh, không biết có phải do chắc là thuốc mê nhiều quá mà bị giống như não cá vàng vậy đó, thì hay quên. Mà hay quên đó thì cũng lại la mình, em đỡ mật khẩu là vậy nha, xong rồi đọc qua cho anh nghe nghe nghe, xong rồi ủa hồi nãy mật khẩu của em là gì? Nó ủa anh chỉ nghe thôi, anh đâu biết đâu. Anh chỉ kịp nghe đó chứ em, chứ anh chưa kịp nhớ. Thì la là ủa tại sao anh không ghi vô liền? Anh không có giùm em mà anh sẽ lấy điện thoại anh ghi vô liền chứ, giờ điện thoại em vô cách nào đây? Bây giờ hư. Khổ ghê thiệt cái chơi. Ý là cũng trách được, tại vì giờ sinh sinh xong thì cũng đã cho mình một em bé rồi, giờ vậy mình cũng chịu thôi. Còn làm mẹ còn kiếp làm chồng có vẻ thì đó bị nặng thì nè. Lúc mà nãy nó tại sao anh không lưu giùm em thì chú không biết cười thôi, chứ biết nói sao giờ nó không biết chạy. Rồi bây giờ tới cái phần tôi vô số tội. Bản thân mình thì chậm chạp, lọc nhân rùi, lúc nào Thảo cũng muốn lọc là con thỏ hết. Nhưng mà vẫn chưa thay đổi được. Như con rùa vậy sao bắt nhịp được cha? Hả? Không nha. Rùa là rùa trong đời sống hàng ngày thôi nha. Lên sân khấu là nhịp nào ra nhịp đó nha. Chứ nhảy chậm cái là cũng bớt liền. Nhà có hay bị gì vợ rầy không? Thảo thì hay rầy vấn đề là... Ở giờ? Không, ăn uống. À, chăm con, okay. Chăm con ăn uống. Mình không có ép nó được. Nó giống như múc một chén cơm thì thảy ra luôn mấy muỗng, xong cái thôi con không ăn nữa đâu. Cái là rồi, cũng đoan cái luôn. Mình cũng như mình đút vậy nè, cái mình cũng thôi luôn. Xong cái vợ hỏi hết chưa, nói mới được 3 muỗng à. Nói trời sao em đút được mà sao anh không đút được, thì tại em là mẹ. Nó không, anh đâu nói vậy được. Ba mẹ không phải đều phải chăm con, anh phải tập đi, anh phải học đi. Nhiều khi giống như cứ mỗi tháng mỗi năm mà nó không lên ký, nó cứ lo số đó nó chậm hoài đó, mình cứ lo, mình cứ tự là tự tại sao mà mình không có chăm con mình như người ta, là nhìn nó bụ bẩm nhưng mà mình lại không biết làm sao để cho nó ăn, để cho nó uống. Biết tại sao không? Không biết luôn. Đơn giản thôi là đừng bao giờ nhìn con người ta nữa. Mình bị an toàn quá. Thảo thì
giống như Lộc có được công việc và sự nghiệp như bây giờ cũng nhờ Thảo 7 phần. Bây giờ xin mời Lộc hãy hứa mắt lên màn hình sẽ có một cái đoạn video clip. À, hèn gì. Nhiều người cũng biết là Thảo có một cái trăn trở riêng, đó là cái việc mà mình khó sinh con. Có thể gọi là may mắn là sau khi lấy nhau luôn là Thảo mang bầu. Thật sự là nó bất ngờ lắm. Và Lộc cũng không có khóc, nhưng mà rất là rưng rưng. Rất là nhiều cái sự kiện xảy ra trong lúc mang bầu. Thảo nhớ lúc đó là Thảo với Lộc đang tham gia một cái chương trình. Thảo với Lộc vẫn phải làm bài cho thí sinh và tập luyện cho thí sinh. Thì có những ngày là Thảo tập tới 1 giờ sáng lận. Và lúc đó cũng mang cái bầu đi, mà lúc đó cũng khá là to rồi, cũng rất là nặng nhọc. Và lúc mà Thảo mang bầu thì mọi công việc lúc đó là Lộc làm hết mình. Tại vì Thảo lúc đó là nó thị phạm không có được nữa. Bình thường là Thảo thị phạm những cái bưng bê rồi cái tương tác á. Nên lúc đó là thật sự là rất rất là khó khăn cho Lộc. Ổng giống như thóc bạc phơ vậy đó. Nhưng mà thật sự thì Thảo với Lộc là hạnh phúc và vui nhiều hơn là nghĩ tới những cái việc mà mình bị hạn chế về vận động. Thật sự luôn. Tại vì Thảo với Lộc là rất là mong có em bé. Thì lúc đó là mình nghĩ về em bé nhiều hơn. Thảo không có bị thay đổi gọi là khó chịu gì hết. Chắc là trong khoảng thời gian đó là Thảo với Lộc vẫn làm chương trình đó, nên lúc nào cũng đi nhau chưa. Nên ghen tuông hay là nghĩ ngợi gì xa nhiều quá thì không có. Với lại thật sự là giống như Thảo với Lộc quen cũng nhiều, cũng lâu rồi đó, nên Thảo có thể hiểu được tính của Lộc như nào á. Hoàn toàn là tin tưởng. Sau khi mà mình sinh xong á thì được cái là ảnh kiểu mà ôm con mà ảnh kiếm mình. Thì lúc đó mình chỉ nghe kể lại thôi, tại vì mình nằm trong phòng hồi sức thì mình chỉ nghe người nhà nói đó. Thì ổng cứ kiếm mình thôi mà, nghe lại thì cũng thương. Không biết nói sao, nhưng mà khi mà người đàn ông của mình trong lúc mà mình sinh nở á thì sẽ thấy được cái tình cảm thật sự của chồng mình lo cho mình như thế nào. Nói chung là cũng rưng rưng á. Sau đó, sau cái khoảng thời gian đó thì là lại một cái gọi là một cái biến cho đứa con của Thảo nữa. Thật sự là nó rất là kinh khủng đối với vợ chồng của mình. Sinh mổ thì khâu bằng chỉ tự tiêu luôn, mà cái chỉ tự tiêu đó vô tình nó lại không có hợp với cơ thể của Thảo, thì nó lại làm cho cái vết thương vết mổ đó bị nhiễm trùng. Thảo ăn rất là nhiều chất đạm hải sản để cái vết mổ của Thảo nó đầy, nó liền lại. Vô tình lúc đó em bé của Thảo 1 tháng tuổi. Thì trong quá trình mà Thảo nạp đạm nhiều quá thì em bé nó cũng bú sữa mẹ mà, thì nó cũng nạp quá nhiều đạm, dẫn tới cơ thể của con á nó bị ngộ độc đạm. Là cái đó. Với thứ hai là chắc có thể là trong quá trình Thảo xử lý vết mổ á, Thảo chăm sóc tại nhà thì nói chung Thảo cũng cố gắng sạch sẽ lắm, nhưng mà có thể là vô tình cái vết mổ đó nhiễm trùng và lây cho con, nhiễm trùng cho con. Thì lúc đó là con Thảo bị nhiễm trùng, nhiễm trùng tiêu hóa. Thì lúc đó nó cấp cứu và nó nguy kịch lắm. Dường như là nó đúng là tim, lúc đó hồi sức là tim con gần ngừng đập luôn. Giờ nhớ lại rất là sợ, còn sợ và còn kinh, kinh khủng lắm. Trong quá trình đó thì hai vợ chồng vẫn nằm ở viện, cha con nhập viện 2 tháng lận. Thì mọi công việc trước đó đã nhận thì mình vẫn phải làm cho xong. Nhưng mà sau đó thì hết công việc đó thì lại không dám nhận nữa, để mọi toàn tâm toàn ý ở trong bệnh viện với con thôi, vừa chăm vợ vừa chăm con mà vừa đi làm nữa. Tụi mình quen nhau cũng lâu và mình lấy nhau cũng được tới nay là tính ra là được 12, 13 năm rồi. Mọi cái biến cố trong cuộc sống của em thì đều có mặt của anh. Em rất là cảm ơn anh vì luôn luôn ở bên em. Cảm ơn anh vì anh là khoảnh khắc trong cuộc đời.
tụi mình cũng đã cùng nhau từ gần như là từ nhỏ tới giờ, thì hy vọng là hai đứa mình vẫn sẽ mãi như ngày xưa cho đến bây giờ và cho đến tới già luôn, hai đứa vẫn bên nhau tiếp tục hạnh phúc và có thêm nhiều baby hơn nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổi không khí tí xíu nha. Rồi bây giờ trò chơi của chúng ta nó khá là thông minh, mang tên là đoán giá sản phẩm. Ở trên màn hình sẽ hiện ra rất là nhiều vật phẩm. Mỗi vật phẩm sẽ có một cái giá trị nhất định. Tất nhiên là có cả số lẻ. Càng tiệm cận với số lẻ thì bạn sẽ giành được một điểm. Đầu tiên, bình sữa. Chà chà. Vô vàng. Bình sữa mà hiệu nước ngoài hoặc là những cái sữa bị mắc nha. Rồi, nhưng mà đẹp không có hiệu nè. Theo cái hình này là mắc nè. 550. 203. Có mua chưa? Chưa mua. 550 và 230. Giá 630 mấy ngàn lượt. Người ta đồ này là mấy cái bình mà gì? Doraemon rồi đó, mấy cái bình trên dài dài nè. Đi, cái núm nha. Cái loại này là bằng nhựa gì đó xịn lắm á. Này là xịn nè. Nồi củi 2 tầng cho em bé. Ngày xưa nhà có cái này á, xong rồi mình tháo được cái tầng giữa ra luôn. Rồi là có mua rồi đúng không? Đúng rồi, rồi biết giá rồi đúng không? Thảo với em bé vô luôn. Chiều 750. Cũng chiều 750. 340. Chiều 340. Nhiều. 2.6 triệu. Cái này là cả một vấn đề. Ai ăn là bao nhiêu nè? Cả một vấn đề. Muôn vàng giá luôn. 13 triệu. Ê, 13 triệu lận hả? Vấn đề là mua về nó không chịu ngồi. Con Lộc nó không chịu. 9 triệu thôi. 9 triệu hả? Trời ơi, 8 mà mấy ông ơi. Sau cái phần game rất là tâm lý thì có vẻ như nhiệm vụ của đàn ông chúng ta thì là không nên bước vào chợ. Đúng, đúng. Không nên trả giá bất cứ cái gì cả. Đúng như vậy. Mua đồ bất cứ cái gì cứ đưa vợ. Thấy không? Thẻ này em cầm đi. Tiền này em cầm đi. Làm được bao nhiêu? Có cái chuyện hết cho vợ không? Không, giờ tài khoản là của vợ. Đúng rồi. Hả? Có chuyện hết cho vợ không? Mình đâu được giữ thẻ đâu. Đúng rồi. Trời ơi các giữ ông. Giữ tiền bạc không ạ? À? Lương với hợp đồng là về tài khoản vợ hết mà. Oh yeah. Rất là cảm ơn những câu chuyện của Lộc. Gia đình bạn phải gọi là khiến cho chúng tôi phải nể phục rất là nhiều, bởi vì là những khó khăn mà các bạn đã cùng nhau vượt qua. Rất cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình nha. Rất hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ các anh.